yêu nhau từ lúc từ năm 2015. Yêu năm nay là 2020 rồi anh. Thì thế đứa nào thích nhau chưa? Đứa này đứa này nó thích đứa này, xong đứa này mới thích đứa này. Từ khi yêu nhau thì đã bỏ nhau lần nào chưa? Bỏ rồi chứ, chỉ có bỏ tạm thời thôi. Bỏ được bao nhiêu ngày? Bỏ được mấy tiếng. Thế thì quá hạnh phúc, quá yêu nhau. Bỏ được mấy tiếng? Chẳng yêu gì đâu, mưu mô cả đấy. Lừa không thành công? Lừa nhưng mà không thành công. Định lừa theo kiểu bác sĩ bảo cưới nhưng mà không thành công. Thế cuối cùng là bác sĩ không bảo cưới, mình vẫn cưới. Dịch thì cứ dịch. Hai người là mối tình đầu của nhau hay mối tình thứ N? Thứ L rồi. Hôm nay đúng ra là ra phải có khẩu trang ấy. Đang dịch mà, đang mùa dịch mà, nhưng mà quên quá, không mua được. Tí nó có hôn nhau không? Có. Đang dịch đừng bảo em chi bác hôn nữa. Thế lại bị thiệt thòi về khoản này hả? Đấy, đoạn đường, con đường này là cô dâu bảo là con đường đẹp. Chữ S mà. Đi xe máy khổ đi đấy. Có phải đánh bên này đánh bên kia. Chú rể vào nhà cô dâu đã bị thanh niên làng hỏi thăm bao giờ chưa? Có rồi, hỏi thăm hụt. Tưởng nó hỏi thăm mình, quay lại không phải. Trong này để hỏi thăm là cái chắc. Hỏi thăm hụt thôi. Cũng may vào được đấy là đúng cái dịp kiểu thanh niên không có ở nhà ấy. Nên là mấy thanh niên hoài nó hỏi mừng hụt thôi. So với những bạn gái mà chú rể đã yêu thì cô dâu đánh đá hơn hay là hiền hơn những bạn gái đã từng yêu? Nên là có lý do để hôm nay cưới đấy. Nên là có lý do để hôm nay cưới. Lý do hôm nay cưới cô dâu bởi vì cô dâu hiền hơn những người yêu cũ của chú rể đúng không? Chuẩn rồi, nhưng mà người yêu cũ của chú rể đâu có được mấy người đâu. Số 2 là số nhiều rồi. Hôm trước cô dâu đi siêu âm con trai con gái nhỉ? Hình như cả hai. Chính đôi. Bây giờ lấy nhau phải xong quá xong chưa? Rồi hai hôm sau bác sĩ đọc lại kết quả bảo là nhầm người. Rất nhiều cặp là bây giờ lấy nhau là hiếm muộn nên tốt nhất là cứ có trước để cho chắc ăn. Đúng. Nhìn như này men, trời ơi. Nếu không may chiều hôm nay chú rể say rượu thì cô dâu cảm thấy như thế nào? Cho ra ngoài ngủ anh ạ. Chú rể nghe rõ chứ ạ? Em cầm chìa khóa rồi. Phá cửa. Đây là cái dịp trọng đại nên là chú rể tự động tự tay bó hoa này để tặng cô dâu. Thật không đấy? Thật. Cô dâu đúng không? Cô dâu còn lâu mới biết. Cô dâu còn lâu mới biết. Quá tuyệt vời. Em nghĩ là đúng vì nó nhìn nó xấu xấu này. Nhìn xấu xấu mà cái kết cấu nó đẹp, cái tấm lòng nó to. Đúng không anh? Quý vị. Chú rể biết sở thích của cô dâu là gì không? Kể một số sở thích cô dâu. Cô dâu thích ăn uống, thích mua sắm. Thích ăn uống. Thích ôm chồng. Ai cưới bao giờ? Nào. Ôm người yêu. Hồi nên là đấy. Chỉ là hồi nên là đấy ôm ra ngoài thôi. Chứ không phải là ngủ với nhau hay như nào. Như suốt ngày nhắn tin bảo là anh ơi mình cưới nhau đi để còn ôm nhau. Nên là biết. Nói cho thật. Nên là biết là cô dâu lúc nào cũng thích ôm chồng. Sở thích của chú rể là cái gì cô dâu? Em chẳng biết. Chẳng quan tâm. Cô dâu chán đời lắm. Chú rể biết cô dâu ghét nhất điều gì không? Cô dâu ghét à? Cô dâu ghét nhiều cái lắm. Cái ghét thứ nhất ấy là cái ghét là cái quan trọng nhất của cô dâu ghét ấy. Sao mà che mặt này? Em đang nói chuyện che mặt này. Cái cô dâu ghét nhất là chồng vũ phu. Chỉ còn khoảng 100 mét là tới nhà cô dâu có thấy hồi hộp không? Em có.
em đúng. Chú rể có mong đến tối không? Có chứ, đến tối thấy bảo là hôm nay là cái ngày cưới, cưới xong cái đó bảo là có đêm tân hôn. Hồi hộp lắm rồi. Không biết là cái lúc tân hôn nó như nào đấy. Buổi chiều nay các bạn mời rượu thì cố gắng nhớ là tối nay đêm tân hôn đấy nhá. Nhớ chứ, phải nhớ chứ. À, chúc hai người trăm năm hạnh phúc và có một đêm tân hôn tuyệt vời. Đã đến nhà rồi. Lái xe Bùi Văn Nhất. Ui. Em dừng ngay giữa cửa để anh chụp ảnh nhá. Dừng đây. Dừng em lên nữa, lên nó có cái cả cái cổ hoa này này. À, sợ anh. Sao?